mày hiểu làm sao được? Mày bên cái con cạc đít gì con mẹ đít mày hiểu mày không? là cái thằng Mày phải hiểu là ví dụ như mày đi ỉa mày chỉ chúi đít thôi, còn tao trước khi chúi đít tao phải biết là cứt tao không, hay là cứt lỏng hay là cứt đít mà mày dày, mày hiểu không? đít mẹ Để nha ví nha dụ nha như cái đít con mẹ thằng mày nó phải lồn phân đít tích mẹ cho như đi thế, thằng mày hiểu lồn như mày đi ỉa công cổng lên nhà hàng hoàng của đít mẹ đi coi lên ủa thử cái đít mẹ nếu đéo hiểu ở nước sao đít mẹ đít mẹ tao đéo nếu biết hiểu mày sao ngồi đít đấy mà đéo con nói được ai đít mẹ ở dơ vãi cả đéo giật nước luôn đít mẹ ngân nói đít bậy con thôi mẹ mà tao mà giết lồn cả đéo mà mày giật nước luôn là cái lồn gì sao bố mày không giật nhá nước, cái tên ok đít mẹ ai không giật nước mày bảo ai không giật nước thì mày hơi bị nhầm mà luôn hôm đấy bên hoàng báo ra thì hôm đấy là thịt mẹ bố mày còn phải thì mày không những giật nước bố mà phải lấy cái cọ một cọ nhà nhà virus luôn mày có tao hiểu không chứ đít biết mẹ chứ tao thằng lồn biết này ỉa đéo gọn nữa thằng lồn chắc ỉa bắn mấy lồn luôn ấy gọn thịt cái mẹ lồn người rõ ta ràng đít luôn mẹ thịt mày người ta muốn đứng dậy với một cái phong thái của người mẹ một người khác hiểu không làm cho những người ở lại không phải nhớ tao đến đéo hiểu kiểu tao đéo mẹ như ông ông hoàng báo biết để lại kể cho các anh em đít mẹ ở đây hôm đấy mình đéo hiểu thằng lồn này mặt nó rất khó chịu cho nó ngồi bên dưới cái sảnh ấy đít các mẹ xong rồi mình bảo đi mẹ mày đợi tí lên nhà cất đồ cái xong nó quay ra, mặt nó cau mình đi làm gì làm nhanh mẹ lên đi đít các mẹ kiểu cáu cáu ấy xong đít mẹ mình có đéo hiểu mình yêu được ôi đít con mẹ như kiểu mình xuất hiện ở đây là đít con mẹ mà ngứa mắt nó ấy xong thằng xe mẹ quay ra, bảo đít mẹ nó đang buồn ỉa nó khó tính ấy đít mẹ mình động vào nó đít con mẹ mày một lúc sau tôi lên nhà virus hiểu không đít mẹ tôi bảo tôi chỉ lên để tôi quay qua phòng virus cái về tôi làm một cái clip thì mẹ đây là lần đầu tiên được vào nhà virus đi mẹ vừa xong thì thằng lồn này ngó mắt vào nhà và đớt bỡ đi mẹ tưởng ngồi dưới sảnh mà đi mẹ mày buồn ỉa quá đéo chịu được đấy. Tao đói tao rất hay bị cáu nên bây giờ tao biết thằng lồn này đi mẹ mày trên đời tao mới gặp một thằng lồn đi mẹ mày buồn ỉa bị cáu đi con mẹ cáu ỉa dặn mà mới ra anh ạ đi con mẹ mày hôm nó lên nó lên nhà đéo chào ai luôn thì mẹ ờ chào đéo chào ai luôn con là mẹ mày đi tao một mẹ chỉ làm phát luôn thì mẹ vào nhà người ta đéo chào người ta ỉa mẹ mày đi mẹ bớt mà mẹ mày bố là lần đầu tiên mà đi nhà mày đến nhà mày nó chơi lần cái con bố mày đến nhiều lần rồi ok khai trương vãi lộn đi con đi con mẹ thổi ạ đi con mẹ bố mày đến nhiều lần rồi ok đi con mẹ ơi mà đít con mẹ mày cái hố xí nhà mày đất tôi kể ông nghe đít mẹ chuyện hôm nay tôi dám kể đít con mẹ mày đã có hỉa nó bị rụng con mẹ cái ghế ngồi tôi không sợ mày xoay ạ đéo hiểu sao đít con mẹ đang hỉa đít con mẹ mày mình đang ngồi chúi chúi chân đít mẹ mày cái mẹ rớt mẹ ra kinh vãi luôn ạ mày ỉa kiểu như là hay ỉa cái nhà mày ngồi xổm lên cái mẹ à hay ngồi xổm lên mẹ bố mày đéo kể đó đi mẹ mày đéo phải bố mày ngồi bình thường nhưng mà mày ngồi xổm lên là mày ngồi ngồi không phải ngồi xổm bố mày ngồi mày, bình thường mà, nhưng ngồi ghế mày ngồi xổm lên là mày quay mặt ra ngoài là mày quay mặt vào trong mày ôm cái bình đít cơ mẹ mày luôn đít cơ mẹ mày bố mày ngồi như bình thường đít con mẹ mày thích chế không bố mày à nó bị mày biết là đít mẹ mày cái mày biết cái mà chống lạnh của cái toilet không đít mẹ cái chỗ ngồi mày mẹ biết không đít mẹ cái đấy nó bị rụng ra nên là bố mày mới bị như thế mày hiểu không đít con mẹ mà còn chế chế còn cặc cả đít mẹ mày nhưng mà ngồi đít thì làm sao mà rụng được anh tao ngồi tao tì hai cái đầu gối tay vào trên chân thì nó bị lực nó bị đẩy ra phía trước mày hiểu không đi mẹ mày tao buồn quá đi mà cặc cả đi mẹ bây giờ từ nay nó cũng quen cái mày nhớ kiểu cái đó thôi đi mẹ thật đi con mẹ mày tao đi con mẹ nó bị rụng ra tao thề hôm ấy tao đi mày sợ vãi lồn luôn nó rụng con cổ ra kinh vãi lồn chắc Bill nó thích nghịch nước nước cái lồn sợ vãi cặc ra luôn nó quay lại nó nghịch nước ở trong cái bình đít con mẹ mày nhắn tin ông Hoàng liền đít mẹ ông Hoàng ơi toilet ông bị cháy bởi vì thằng Kim vào trộm đít mẹ ông ơi ông online đâu đít mẹ nhắn tin ông liền chẳng biết hè thông tin này hot quá đít mẹ ông liền, ấy làm liền ông thật đít mẹ mày đang ngồi ỉa không biết đâu kiểu mình bị ngã mình nửa đít mẹ tí tôi ngã đấy bay rồi tao đít mẹ tao lấy đà lại đít nhưng mà ra bồn không anh ra sạn không nó không bị ra sạn mà nó, em hiểu không cái để đít mẹ cách mông với cái mẹ đá ấy
đi mẹ, cái đấy nó bị rụng con mẹ mà, nó áo rụng hẳn, nó bị rụng một bên đấy em hiểu không? Kinh vãi luôn, nó đi mẹ, tí bị gãy luôn, đéo biết là phải đó nó có để ý không hay là đi mẹ mày. Mày ngồi bình thường có sao đâu. Ngồi bình thường thì em ngồi bình thường thế lớn ra đi mẹ tao. Tao hỏi mày đi con mẹ mày khi mày. Mẹ mày phải hiểu cái toilet là nó có khoảng mấy ngàn năm nay rồi. Không. Bọn mọi người đã tính ra cách nào mà cho người mà đi thoải mái nhất. Ê, xe mẹ để em nói. Từ từ đi con mẹ, tao đã bị đuổi, từ từ đợi đã. Mày chết rồi, kệ mẹ mày đi. Địt con, địt cái địt. Chết. Tao đã đâu sai. Chết chưa? Rồi, bố mày chết rồi, đi con mẹ mày, đi con flex. Để em kể chưa? Bây giờ tao phân tích cho mày nghe vì sao nó bị rút ra, để ok. Để em kể. Ok, tao nghe. Anh Độ có bảo ấy, cái kiểu ngồi ỉa trẻ con ấy. Em có, em đi vệ sinh em có ngồi kiểu đấy. Tao không ngồi kiểu đấy, đi con mẹ mày. Chỉ Độ nó mới ngồi mẹ mày. Chỉ có thằng Độ nó mới ngồi kiểu đấy thôi. Tao đéo mày ngồi kiểu đấy, đi mẹ mày. Chứng quá. Độ nó mới ngồi kiểu đấy. Để em kể đốt. Ok, tao lắng nghe này. Em rất là hay ngồi kiểu đấy. Ok, fine. Cái lần khi mà ra được một cục đầu tiên ấy đấy thì cái ngồi kiểu đấy thì nó rất là thoải mái, nhưng mà khi con mẹ tao không bao giờ ngồi được kiểu đấy, ngồi kiểu đấy ngồi thì em lại ngồi ở thôi đấy. Đúng, nhưng mà em mày ngồi nhiều như thế em chợt nhận ra rằng là cái bệ ngồi đấy nhiều lần nó bị trượt ấy. Đúng rồi, đi con mẹ đấy, đấy. Chị em dám chắc là gần như là 99% anh ngồi không, kiểu đấy thì không phải mày thì mày không trượt, còn mày nó đéo chính xác thôi. Tao ông không thích ngồi bình thường không thể nào mà mình mày, ra tao được. Hỏi mày ngồi cái thế đọc sách của một người đàn ông lịch lãm bao giờ chưa? Hả? Mày hai tay chống cằm ấy địt mẹ. Ôi trời thế. Nhưng mà kiểu đấy cũng không thể nào mà nó chạch được nhỉ? Em vừa thử không ra được anh ạ. Không bị chạch được, trừ khi ngồi xổm kiểu trẻ con. Tại vì em từng bị suýt bị làm gãy cái đấy ra mà. Ôi ơi, địt con mẹ mà chết lột đâu. Bọc giáp nhớ nhỉ. Không phải, tao ngồi thật sự tao chống cằm, mày hiểu không? Tao ngồi tao chống cằm, tao nhìn vào bức tường đối diện của cái toilet nhà virus. Bỗng dưng địt mẹ nó cứ kích một cái, địt mẹ mình cái mẹ trái tao vẫn còn nhớ luôn. Lòng con mẹ ra, địt con mẹ mà tao phải dùng mông của tao để địt mẹ mình đắn lại đấy, địt mẹ mày. Mà tao phải lấy mông tao hờ giữ, tao sợ địt mẹ. Có chuyện gì đấy xảy ra đây nè. Ôi, địt mẹ đúng sợ luôn mà. Mà cái đấy là nó bị rụng trước khi địt mẹ tao đây, cho một thằng. Trước khi tao đến rồi, không phải là tao đến tao phá hiểu không?